Xin chào quý vị các bạn, rất vui được chào đón quý vị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Trước khi đi vào video, quý vị các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị các bạn hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị các bạn trở lại với dự án mở rộng đường Âu Cơ. Cụ thể, tình hình thi công tường bao phía đê ngoài tại đoạn 3. Để xem đến hôm nay thì tiến độ thực hiện như thế nào. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng theo dõi video. Vị trí quý vị các bạn đang nhìn thấy trên video đây là điểm đầu của đoạn 3, giao với phố Tứ Liên. Hiện nay nhà thầu đang làm thép phần thân tường bao từ đoạn đầu chạy về phía ngõ 200 Âu Cơ. Như đã đề cập ở các video lần trước, khi bắt đầu thi công đoạn 3 thì đoạn đầu tiên thi công là đoạn từ vị trí ngõ 200 Âu Cơ chạy xuống phía chợ Quảng An. Sau đó thì mới tiến hành thi công đoạn này. Hiện nay như quý vị các bạn đang nhìn thấy, tại vị trí đầu đoạn 3 này, nhà thầu đã đổ xong phần móng tường bao cũng như đã làm xong phần thép tường bao. Đang bắt đầu lắp ghép cốt pha để đổ bê tông tường bao trong một vài ngày tới. Khối lượng tường bao đạt được bao gồm cả phần đã làm xong thép cũng như đã đổ xong tường bao được một đoạn kéo dài từ đầu đoạn 3 đến trước cửa nhà số 150 Âu Cơ. Trong đó đoạn đã đổ xong bê tông tường bao kéo dài từ trước cửa nhà số 134 đến trước cửa nhà số 150 tầm khoảng 100m. Đạt tầm 30% khối lượng của đoạn này. Cũng như phần tiếp giáp với tường bao đã đổ bê tông thì nhà thầu cũng đã đổ xong móng và đang làm thép thân tường bao một đoạn tầm 15m. Cũng như nhà thầu đang tiếp tục đóng kè thép và múc móng để tiến hành đổ móng các đoạn tiếp theo trong thời gian tới. Việc dỡ bỏ đê đất tại đoạn từ đầu ngõ Tứ Liên đến ngõ 172 cũng đã hoàn tất. Nhà thầu đang đóng kè thép để múc móng trong thời gian tới. Như quý vị các bạn có thể quan sát thấy trên video. Đoạn từ đầu ngõ 172 đến đầu ngõ 200, nhà thầu đang tiến hành phá bỏ đê đất. Khối lượng phá bỏ đạt tầm 60% của đoạn này. Như quý vị các bạn đang nhìn thấy trên video. Theo thiết kế, đoạn 3 sẽ hạ cốt đường Âu Cơ và xây tường bao cốt thép chữ N sát phía khu dân cư. Kèm theo đó thì vẫn duy trì đường trong 5m như hiện nay. Đây là đoạn từ đầu ngõ 200, chính là đoạn thi công đầu tiên trên toàn đoạn 3. Hiện nay tại vị trí này, nhà thầu cũng đã tiến hành đổ bê tông tường bao được một đoạn kéo dài từ đầu đường ngõ 200 đến trước cửa nhà số 220, tầm 150m. Tại phần tiếp giáp kéo dài đến ngõ 226, nhà thầu đã dỡ bỏ sau phần lớn đê đất. Hiện một số đoạn đang tiến hành múc móng để đổ bê tông móng trong thời gian tới. Đoạn từ đầu ngõ 200 đến hết chợ Quảng An này, về việc phá dỡ đê đất thì hiện nay đạt được tầm trên 90%, còn phần nhỏ tại cuối đoạn phía bên ngõ 200 hiện tại chưa múc xuống đến mặt đường như quý vị các bạn đang nhìn thấy trên video. Đoạn từ đầu ngõ 226 đến hết chợ Quảng An, nhà thầu đã thi công xong phần tường bao được một đoạn dài tầm 60m. Phần đã thi công được một nửa thân tường cũng tầm 60m. Phần còn lại nhà thầu đã dỡ bỏ xong phần đê đất, sẽ tiến hành múc móng để thi công móng trong thời gian tới. Khối lượng của đoạn từ đầu ngõ 200 đến hết chợ Quảng An này đạt tầm 40-50% của đoạn này. Đoạn từ đầu ngõ 228 đến đối diện với nỗi rẽ vào đầu đường Xuân Diệu, hiện vẫn chưa dỡ bỏ đê đất như quý vị các bạn đang nhìn thấy. Đoạn từ ngã rẽ vào đầu đường Xuân Diệu đến trước cửa nhà số 314 Âu Cơ, nhà thầu đã tiến hành đóng xong hết kè thép, giáp với phần đường hiện hữu, để tiến hành múc móng thi công đổ móng tường bao trong thời gian tới.
Phần kè thép để tránh sụt lún phần đường bên ngoài khi thi công múc móng đều đã được thi công đầy đủ, các bạn có thể thấy trên video. Dự án cải tạo mở rộng đường Âu Cơ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư và giao cho Ban Giao thông triển khai từ năm 2018. Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố xin Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo cơ chế đặc thù cấp bách với tổng mức đầu tư trên 440 tỷ đồng tiền ngân sách. Tiến độ hoàn thành dự án ban đầu là tháng 6 năm 2020 và khi hoàn thành dự án có mục tiêu tạo ra một tuyến đường đối ngoại thông suốt, đồng bộ hạ tầng từ trung tâm chính trị Ba Đình đi sân bay quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên, dự án đã nhiều lần gia hạn tiến độ. Lần tiến độ được lùi gần đây nhất là đến quý 4 năm 2022. Sau đến nay là bất khả thi nên chủ đầu tư lại vừa đưa ra tiến độ mới là đầu năm 2024. Đoạn là từ trước cửa nhà số 314 Âu Cơ đến ngõ 360 Âu Cơ, nhà thầu đã tiến hành dỡ bỏ toàn bộ đê đất và đang tiến hành đóng kè thép để múc móng thi công đổ tường bao trong thời gian tới. Theo hồ sơ thiết kế, dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm được chia làm 4 đoạn, bao gồm đoạn 1 có chiều dài khoảng 389,45 m, bắt đầu từ lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến km số 0 cộng 300, bao gồm cả phần hiệu chỉnh phần cuối tuyến. Bao gồm phần hiệu chỉnh phần cuối tuyến. Đoạn 2 chiều dài khoảng 215 m, bắt đầu từ km số 0 cộng 300 đến trước ngõ 123 Âu Cơ, km số 0 cộng 515. Đoạn 3 chiều dài khoảng 2.545 m, bắt đầu từ trước ngõ 123 Âu Cơ, km số 0 cộng 515 đến nút giao Lạc Long Quân, km số 3 cộng 060. Đoạn 4 thì chiều dài khoảng 680 m, từ nút giao đường Lạc Long Quân, km số 3 cộng 060 đến hết nút giao cầu Nhật Tân. Đoạn là từ ngõ 360 Âu Cơ, cụ thể là đoạn trước cổng trường tiểu học cơ sở Nhật Tân đến ngõ 374, hiện nhà thầu đang tiến hành dỡ bỏ đế đất. Khối lượng dỡ bỏ đạt tầm tận 50% của đoạn. Đoạn là từ ngõ 374 Âu Cơ đến tận lối rẽ vào đường Lạc Long Quân, nhà thầu đã dỡ bỏ hoàn tất và đang thực hiện đóng kè thép để thực hiện múc và thi công móng tường bao trong thời gian tới. Khối lượng kè thép đã đóng đạt tầm 90% của đoạn này. Đoạn này kè thép đều đã được thi công. Đoạn này kè thép đều đã được thi công. Đoạn này kè thép đều đã được thi công.
Đây là phần giáp danh với núi Rẽ và đường Lạc Long Quân. Tại điểm tiếp giáp giữa đoạn 3 và đoạn 4, tại vị trí đối diện với núi Rẽ và đường Lạc Long Quân, hiện nay nhà thầu đã thi công xong các nút tường bao còn lại như quý vị các bạn đang nhìn thấy trên video. Như vậy, đến hiện nay, công tác thi công trên công trường đã rất nhộn nhịp, đã triển khai trên toàn đoạn 3. Khối lượng dỡ bỏ nền đất đã đạt được tầm trên 95% toàn đoạn. Các nút tường bao đã hoàn thành cũng tăng lên đáng kể. Tiến độ thi công hiện nay cho thấy đang có dấu hiệu tích cực, cố gắng phấn đấu để có thể hoàn thành toàn bộ tường bao của đoạn 3 theo dự kiến trong tháng 6 năm 2023, tức là còn tầm hơn 2 tháng nữa để thi công toàn đoạn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Đoạn 4 thì đã hoàn thành từ năm trước, hiện nay phần tiếp giáp cuối đoạn 4. Theo như quan sát, nhà thầu cũng đang tiến hành đổ tường bao như quý vị các bạn đang nhìn thấy trên video, còn một đoạn ngắn nữa là hoàn tất tại vị trí này. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn về dự án này trong các video tiếp theo, mong quý vị các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý vị các bạn thấy video này có ích, xin cho kênh một like, share để lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị các bạn cần có ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.